Bảo Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé.
nhà nghề nghiệp ạ. Quá hay anh em. Mắc rồi mà vẫn còn còn cái. Buổi hôm nay là buổi ngày 13 tháng 5 năm 2023 anh em. Quá hay, quá nhanh. Chưa kịp đá anh em ạ. Bèn đón kia mất. Mỗi tơ sùng quá, hôm nay trời hay quá anh em ạ. Cánh liên tục luôn. Đây. Tơ anh em ạ. Cựa này. Đấy. Này ngày mưa gió đây anh em. Vẫn phê. Mã nói chung là con này cũng gần như là vàng anh em ạ. Ấy ấy à. Máu quá. Rồi Hoàng Thắng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian theo dõi hết clip này. Anh em thấy clip của mình hay, anh em để lại một like ủng hộ mình. Và anh em nào đang xem được clip tới đây chưa bấm đăng ký kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng. Để Hoàng Thắng mỗi khi chia sẻ clip mới thì anh em sẽ nhận được clip để xem sớm nhất anh em nha. Sùng quá anh em ạ, mỗi hôm nay sùng quá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Phê 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 anh em ạ. Mỗi chơi hay phê quá.